Đã đến giờ chúng ta vào học các ca học của buổi học tiếp theo. Thì do có số lượng nó đông cho nên là thầy Vĩ mới chia thành hai nhóm theo cái lịch chung của nhà trường. Thì bạn nào học được cái nhóm một này á, thì cái lịch học cái một là thứ tư hạt K3 và thứ sáu hạt K4. Đó là lịch hạt của nhóm 1. Chúng ta đang hạt đây. Thứ tư K3, thứ sáu K4. Mấy bạn hạt cái nhóm 2 á, là thứ năm K3 và sáng chủ nhật K2. Chứ về sáng chủ nhật K2 thì bắt đầu hạt từ lúc 8 giờ 40 đến 10 giờ 10 hoặc là đến 10 giờ. Thì những bạn nào mà hạt được nhóm nào thì chúng ta sẽ hạt được nhóm đó. Được chưa? Thì cái phần học của thầy thì thầy giới hạn là 100 em thôi. Giờ nó lớn hơn 100 em thì nó đông quá thì quản lý không nổi. Ý à, thì phần học của thầy là maximum 300 bạn. Nhưng mà bây giờ thầy cũng không thể dồn ép cho dạ một nhóm đông quá. Và cuối cùng quản lý các em không tốt. Ý à, và trao đổi bài tập cũng như là để giải quyết bài tập nó không không hiệu quả con. Cho nên là thầy Vĩ sẽ tách cái nhóm chúng ta thành hai nhóm. Thì hai nhóm thì cái lịch này cũng cái lịch chung của nhà trường xếp, của anh, của thầy, của giáo dạy và thêm xếp. Như vậy là K1, thầy nói là nhóm 1 hạt thứ tư K3, thứ sáu K4. Rồi nhóm 2 thì thứ năm K3 và sáng chủ nhật K2. Thì riêng cái sáng chủ nhật K2 là bắt đầu hạt từ 8 giờ 40 theo cái lịch chung của cái lịch dạy thêm của trường Bình Sơn. Do vậy thì để ổn định trong quá trình học tập thì thầy phải nhắc lại chúng ta vào học đúng giờ. Kênh tương tác giữa thầy và trò chúng ta phải có. Tiếp theo nữa, bài tập thì do việc về nhà các em phải làm. Và tài liệu thì thầy đã gỡ trên nhóm của các em rồi. Nếu có tin mà nó trâu qua mà các em tìm không thấy thì thầy sẽ gỡ lại, nhưng mà thầy mới gỡ trước test thì có số tin nó còn ít, nó không có trâu tin đâu. Vậy à, cho các em lục ra cái photo. Đó là thầy nói một số vấn đề cốt lõi như thế. Bây giờ thầy phải đi vào cái nội dung tiếp theo của cái dạng đầu tiên, đó là động lượng và định luật bảo toàn động lượng. Như vậy là hôm trước á là chúng ta đã nghiên cứu tới cái bài số 3. Bài số 3. Bây giờ thầy phải hướng dẫn bài 4, bài 5, bài 6, bài 7. Sau đó chúng ta chuyển qua cái dạng tiếp theo, đó là công và công suất. Thế vậy. Thì bây giờ đối với cái bài tập số 4. Bài tập số 4. Thì các em trong tài liệu các em cũng đã có rồi. Thế vậy. Trong tài liệu chúng ta cũng có rồi. Thì ở đây thầy đọc lại cái bài tập số 4 và thầy ghi tóm tắt. Thầy hướng dẫn cho các em nắm rõ cái quy trình giải bài tập số 4. Thì đối với cái bài tập số 4 này, một viên đạn có khối lượng M bằng 10 g, 10 g. Thì các em phải đấu ra thầy kg là 10 nhân cho 11 trừ 3 kg. Nó hơn. Cái này bỏ số 10 đi thì còn là 11 trừ 2 kg. Như vậy là 10 g là bằng 11 trừ 2 kg. Bay với vận tốc là thầy gọi đây là V1 bằng thì à, một ngàn mét trên dài, thì xuyên qua một bức tường, thì xuyên qua một bức tường. Sau khi xuyên qua tường, vận tốc của viên đạn còn lại thì gọi là V2 của nó bằng 500 mét trên dài. Biết thời gian tương tác giữa bức tường với viên đạn là 0,01 giây. Như vậy thầy tách thành hai ý. Ý đầu tiên đề yêu cầu chúng ta là tính độ biến thiên động lượng. Ý đầu tiên là đề yêu cầu chúng ta tính độ biến thiên động lượng. Ý thứ hai nữa là đề yêu cầu chúng ta là tính lực. Thấy chưa? Cản mà viên đạn. Thấy chưa? Lực cản mà tường tác dụng lên viên đạn. Như vậy là có hai ý như thế. Như vậy lúc này á, độ biến thiên động lượng
Thì đối với bài toán này thì các em chú ý cho thầy là viên đạn này có khối lượng ai mà nhỏ chuyển động pháo vận tốc là V1. Thì à, đến chui qua một vách tường thẳng đứng. Thì à, qua đây thì vận tốc còn lại của viên đạn sau khi rời khỏi bức tường là V2. Như vậy lúc này bức tường tác dụng lên viên đạn một cái lực, đó lực ép cản, lực ép cản mà từ tác dụng lên viên đạn. Như vậy lúc này là viên đạn chuyển động thêm một chiều, thấy chưa? Viên đạn chuyển động thêm một chiều nhất định, không có chiều ngược lại, không có chiều ngược lại. Cho nên chúng ta có độ biến thiên động lượng của nó là bằng B2 trừ cho B1, B2 trừ cho B1. Lúc này thầy khó cần viết phương trình vector, bởi lúc này là viên đạn chuyển động theo một chiều nhất định, cho nên không cần chúng ta phải viết phương trình vector là delta delta b bằng vector b2 trừ b1 nhé. Bởi vì lúc này vật chuyển động theo một chiều nhất định, chúng ta được quyền viết dưới dạng đại số mà b2 sẽ bằng m nhân cho v2, b1 sẽ bằng m nhân cho v1. Như vậy lúc này M là bằng 10 mũ trừ 2. Thì đặt M ra ngoài làm thừa số chung. V2 của nó là bằng 500 trừ cho V1 trừ cho 1000. Như vậy lúc này chúng ta tính được độ biến thiên động lượng của nó. Đấy chưa? Độ biến thiên động lượng của nó là bằng trừ. Đấy chưa? Là 500 nhân cho 10 mũ trừ 2. Kg nhân mét trên dài. Họ nói hơn mình bỏ đi hai số không đi, còn lại là trừ 5 kg nhân mét trên dài. Đó là thầy không dùng máy tính, còn nếu các em dùng máy tính thì nó sẽ xuất hiện ra ngay liền là bằng 5 kg nhân mét trên dài. Như vậy lúc này là độ biến thiên động lượng, độ biến thiên động lượng thầy phải tính được là bằng trừ 5 kg nhân mét trên dài. Như vậy độ biến thiên động lượng để ra có thể lớn không, có thể nhỏ không, có thể bằng không. Ví dụ vật chuyển động thẳng đi thì chắc chắn động lượng, độ biến thiên động lượng của nó bằng không. Bởi vì vận tốc không đổi. Rồi, có ý tiếp theo nữa trong đề yêu cầu tính lực cản mà tường tác dụng lên viên đạn. Như vậy lúc mà ta vận dụng biểu thức là độ biến thiên động lượng bằng xung lượng của lực. Họ nói hơn lúc mà thầy có F của nó bằng delta B chia cho delta T. Như vậy lúc này delta B chúng ta thế vào bằng trừ 5 chia cho delta T chia cho 0,01. Hãy nói hơn cái này bằng trừ 500 newton, trừ 500 newton. Như vậy cái dấu trừ này cho biết là gì? Dấu trừ này cho biết là gì? Như vậy dấu trừ này cho biểu thị cho biết được là lực cản luôn luôn ngược với hướng dịch chuyển của vật. Lực cản luôn luôn ngược với hướng dịch chuyển của vật. Đó. Như vậy lúc này ta tính được độ lớn của lực ép cản, thì lúc này thầy có là ép cản của nó bằng 500 newton. Còn lại nếu ta tính ra được ép cản nó bằng trừ 500 newton cũng được, điểm nguyên đó vẫn được điểm tuyệt đối. Rồi bạn nào làm xiên thì suy ra được độ lớn của nó là bằng 500 newton. Như vậy là thầy hướng dẫn cái bài toán thì là liên quan tới độ biến thiên động lượng với xung lượng của lực, thì thầy đã hướng dẫn rất là tường minh cụ thể đối với bài tập số 4. Các em lắng nghe và ghi chép vào trong bảng. Nhớ là tài liệu các em phải photo ra nghe. Đó là thầy hướng dẫn bài tập số 4. Thầy Vĩ đi tiếp cái bài tập tiếp theo. Thì trong thời gian mà chuyển qua bài tập số 5 á, thì thầy dành cho các em 1 đến 2 phút. Các em vẽ hình và chúng ta ghi cái lời giải bài tập số 4 này vào trong vở.
Như vậy á thì tuần sau á, là khấu 10 chúng ta sẽ nhận đề cương ôn tập, đề cương ôn tập đi à, là của vật lý. Thì tất cả những cái bài tập mà trong đề cương là thầy đã chắc lọc, bây giờ thầy soạn rồi và thầy đưa vào trong cái đề cương, thì những cái bài đó nó cũng giống, nó giống như bài tập trong tài liệu thầy đã gửi cho các em để chúng ta học thêm đây. Như vậy là khi chúng ta cầm đề cương có nghĩa là chúng ta đã giải được đề cương rồi, mình sẽ lợi thế hơn các bạn rất nhiều. Ừ. Do vậy thì chúng ta chú ý những bài tập nào mà thầy giảng giải thì chúng ta ghi chép, chỗ nào chúng ta chưa thông hiểu thì chúng ta giơ tay chúng ta phát biểu để thầy phải hướng dẫn lại cho các em. Thầy đi vào cái bài tập tiếp theo, đó là bài tập số 5. Một vật có khối lượng 1 kg được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10 mét trên giây. Tìm độ biến thiên động lượng của vật sau khi nếm 0,5 giây. Tìm độ biến thiên động lượng của vật sau khi nếm 0,5 giây. Lấy G bằng 10 mét trên giây bình phương. Như vậy là đối với cái bài tập số 5 á, thì các em là đặt cái đề chúng ta phải suy nghĩ như thế này. Chúng ta đặt cái đề chúng ta phải biết cách suy nghĩ. Bây giờ đấu với cái bài tập số 5 á, để chưa? Bài tập số 5 là một vật được ném thẳng đứng lên cao, được ném thẳng đứng lên cao. Bây giờ với vận tốc ban đầu là v0 của nó. Bây giờ bằng 10 mét trên giây. Đề yêu cầu chúng ta là tính độ biến thiên động lượng sau khi nếm 0,5 giây. Như vậy bây giờ chúng ta hình dung nếu vật đến ngay chỗ vị trí chỗ này, giả sử đến vị trí này, thì lúc mà khi vật nếm thẳng đứng lên cao thì vật chịu tác dụng của trọng lực B, trọng lực B. Bây giờ trọng lực B, mà trọng lực B thì điểm đặt đâu? Điểm đặt của nó là tại trạng trạng tâm của vật. Bây giờ và phương của nó đó, thẳng đứng chiều hướng xuống. Như vậy lúc mà thầy giả sử nó tạo vị trí đây là vị trí điểm A chẳng hạn, nó đạt được vận tốc là v. Bây giờ tại vị trí điểm O nó có vận tốc là v0. Tại vị trí điểm A đây nó đạt được vận tốc là v, thì chắc chắn vận tốc v này nó sẽ nhỏ hơn vận tốc. Bây giờ vận tốc tại vị trí điểm O, bởi vì lúc này khi nếu vật thẳng đứng lên cao là vật phải chuyển động chậm dần đều, đến một thời điểm t nào đó nó dừng lại, bắt đầu nó rao xuống và chuyển động nhanh dần đều. Như vậy trong quá trình vật chuyển động từ O đến A này, nó ví dụ thế, em bỏ đường từ O đến A, tại đây nó chưa dừng lại, chuyển động từ O đến A. Vật chịu tác dụng của trọng lực B, và trọng lực B chính là lực tác dụng của vật làm cho vật này thay đổi trạng thái chuyển động của vật. Có nghĩa là cho vật thay đổi trạng thái chuyển động của vật. Thì theo mối quan hệ giữa độ biến thiên động lượng bằng xung lượng của lực, bây giờ bằng xung lượng của lực, ta có delta B bằng S nhân delta T. Mà lúc này vật cũng chuyển động thêm một chiều nhất định, cho nên cái delta B này nó bằng S. Ta bỏ cho ta đi, cái S này chính là trọng lực B nhân cho delta T. Đấy à, mà cái B này bằng cái gì? B này bằng MR nhân cho delta gì đây? À, delta T. Như vậy á, thì đối với bài tập số 5 này, nếu vật được ném thẳng đứng lên cao hoặc vật được thả ra tự do đi xuống, thì đề yêu cầu chúng ta tính độ biến thiên động lượng, thì chúng ta luôn luôn có biểu thức là delta B nó bằng B nhân delta T, mà B đây chính là bằng MG bây giờ nhân delta T. Như vậy là tất cả những đại lượng trong công thức này chúng ta đã có hết rồi. Khối lượng của nó là bằng 1, G của nó là bằng 10. Bây giờ delta T của nó là bằng 0,5. 0,5. Như vậy lúc này ta tính được là bằng 5 kg nhân mét trên giây. Bây giờ một số bạn hỏi là trong cái bài này nó trong V0 để làm cái gì? Và tại sao mà ta không vận dụng cái V0 mà thì tính trong cái bài toán này là không có V0. Bây giờ đây là cái công thức tính tổng quát thì tập mới thầy chứng minh cho các em thấy. Đa công thức đây.
Bây giờ chúng ta lấy tỷ đấu luôn, tỷ đấu của delta b. Bây giờ bảng b nhân cho delta t. Như vậy bây giờ nếu chúng ta vận dụng cái công thức mà ta tính này thì nó sẽ liên quan tới v0. Bây giờ thầy có là v của nó bằng v0 cộng cho a nhân t. Bây giờ mà khi vật nếm thẳng đứng lên cao thì gia tốc a nó bằng trừ gia tốc r. Khi vật nếm thẳng đứng lên cao thì gia tốc a nó bằng trừ gia tốc r. Hẳn nó hơn cái này nó sẽ bằng trừ mu mấy trên gia bình phương. Như vậy lúc mà ta có v0 của nó là bằng mu cộng cho a tha bằng trừ mu nhân cho t, t của nó là nhân cho không phải không phải nào. Như vậy lúc này ta tính được là bằng nào mấy trên giây. Như vậy là vận tốc tại thời điểm t bằng 0,5 giây của nó bằng nào mấy trên giây. Như vậy ta có độ biến thiên động lượng delta b của nó là bằng b sao trừ cho b lúc ban đầu, mà b sao của nó bằng m nhân v trừ cho m nhân v không, mà m đây thì gì em ở đây là bằng mẫu v ở đây ta đặt em ra ngoài v ở đây là bằng mười à, chứ là v nó bằng năm, v nó bằng năm trừ cho v zero trừ cho mười, như vậy cái nào bằng trừ năm kg nhân mấy tiền giờ đi à. Như vậy là nếu ta vận dụng theo cách này rất là nhanh thì ta tính được độ lớn của độ biến thiên động lượng nó bằng đi à năm kg nhân mấy tiền giờ. Bây giờ nếu ta tính theo cách thứ hai này thì ta tính được là độ biến thiên lượng nó bằng trừ năm kg nhân mấy trên giây. Dấu trừ là biểu thị cái gì cho biết động lượng lúc sau nó nhỏ hơn động lượng lúc ban đầu. Bây giờ còn nếu về mặt độ lớn thì ta có giá trị tuyệt đối của delta b bây giờ nó cũng bằng năm kg nhân mấy trên giây. Như vậy là đối với cái bài số 5 này á, người ta yêu cầu chúng ta là tính độ biến thiên động lượng bây giờ thì chúng ta được quyền vận dụng theo cái cách một đây cho nó nhanh, còn cách thứ hai này đó, chúng ta sẽ làm ra được delta b nó bằng trừ 5 kg nhân mấy tiền dài. Về mặt độ lớn của độ biến thiên động lượng thì ta có giá trị tuyệt đối của delta b của nó sẽ bằng 5 kg nhân mấy tiền dài, cách đọc được hết. Nhưng mà cái cách này nó hơi rườm rà, cách này nó hơi rườm rà, nhưng đối với cái bài tập số 5 thì thầy Vĩ nhấn mạnh lại đối với bài tập số 5 thì trong quá trình mà nếu đề ra kiểm tra thì người ta sẽ ra cái bài toán là thả vật ra tự do. Bây giờ thả vật ra tự do chứ không có khảo sát bài toán là ném vật thẳng đứng lên cao. Như vậy cái chương trình mà bài toán ném vật thẳng đứng lên cao á thì Bộ Giáo dục cũng đã yêu cầu giáo viên nên hạn chế ra những cái bài tập như thế này. Bây giờ có nghĩa là xem như chúng ta là cái bài đặt thi vậy thôi. Nhưng mà đối với cái bài tập số 5 này thì đưa ra để chúng ta nắm rõ được cái thầy các công thức. Nếu gặp bài toán mà một vật có khối lượng m được thả ra tự do xuống đất thì yêu cầu chúng ta là tính độ biến thiên động lượng trong khoảng thời gian bao nhiêu giây đó, thì chúng ta luôn luôn nhớ là công thức delta b nó bằng b nhân cho delta t. Còn có bài toán mà các em chú thầy là bài toán mà vật được nếm thẳng đứng lên cao thì bây giờ chúng ta cũng không cần đề cập tới nữa. Bây giờ thì sắp tới mà thầy soạn trong cái đề cương đó, của khóa 10 thì thầy sẽ chỉnh lại cái bài này. Là thầy nói là một vật được thả ra tự do từ độ cao hát bạn bao nhiêu đó ở xuống dưới đất. Đó là thầy nói về cái bài tập số số 5. Thì cái chúng ta sẽ kiểm tra để ra. Chúng ta sẽ kiểm tra giữa kỳ sẽ ra vào tuần thứ 8. Đầu tuần 8. Ý là hạt hết tuần 7 là đào tuần 8 là chiều thứ hai chúng ta sẽ kiểm tra. Thì cái lịch đó là chúng ta đưa ra đó, còn nhà trường còn sắp xếp nữa. Nhưng mà tuần sau nhà trường sẽ có lịch kiểm tra chung cho tất cả các khối, sẽ gửi cho giáo viên chủ nhiệm và giáo viên chủ nhiệm sẽ gửi đến các em. Thì tuần sau chúng ta sẽ có cái lịch kiểm tra chung, là kiểm tra giữa kỳ đấy nè. Còn kiểm tra 15 phút là kiểm tra trên lớp và cũng cùng chung đề. Ví dụ như sáng thứ năm có năm lớp 10 thì chúng ta kiểm tra chung một đề. Ở tiết thứ hai có năm lớp 10 thì ta kiểm tra tiếp cái đề thứ hai của năm lớp đó, chứ không phải là mẫu đề mẫu 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 lớp là mẫu đề.
như vậy chúng ta kiểm tra theo theo số tiết, bây giờ cái tiết đó có bao nhiêu lớp thì chúng ta kiểm tra một đề, chúng ta chú ý cho thầy như thế. Đó là thầy hướng dẫn các bài tập số và số 5. Thầy hướng dẫn bài tập số 6. Riêng cái bài tập số 6 này bắt buộc các em phải giải được cho thầy. Bây giờ bài tập này á, nếu mà kiểm tra thì là phải ra cái bài tập này. Thì bây giờ các khâu trình bày cái bài tập này ra làm sao, trình bày như thế nào để đạt được hiệu quả cao. Bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn các bài tập số 6. Một viên bi có khối lượng m bằng 0,5 kg. Bây giờ một số bạn hỏi là thưa thầy có cần ghi tóm tắt đề bài tập không thầy, và ghi tóm tắt đề bài tập đúng có điểm A hay không thầy? Cái việc ghi tóm tắt đề bài tập nó không liên quan gì trong cái ba rem điểm hay. Bây giờ các em ghi tóm tắt đề bài tập để cho các em dễ hiểu, bây giờ không bị nhầm khi rót số vào thôi, chứ còn lại chúng ta không ghi tóm tắt thì cũng không bị trừ điểm, mà chúng ta có ghi tóm tắt đề bài tập chúng ta cũng không có điểm, không cần. Cái này là thầy bị giảm giải thì ghi đây, còn mình giải bài tập ghi tóm tắt ở ngoài vậy nhau. Thì một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc hay gọi là viên bi, bây giờ thầy gọi là viên bi một có khối lượng m1 bằng 0,5 kg, chuyển động không ma sát với vận tốc thì gọi là v1 bằng 4 m/s. Trên mặt vã nằm ngang đến va chạm vào viên bi thứ hai có khối lượng m2 bằng 0,3 kg, đang đứng yên có nghĩa là V2 của nó bằng 0. Sau va chạm hai viên bi chính lại là 1, có nghĩa là cái va chạm như thế này được gọi là va chạm mềm. Tìm vận tốc của viên bi sau va chạm. Thì ở đây là thầy vẽ cái hình vẽ để chúng ta hiểu rõ thêm. Bây giờ viên bi một có khối lượng là m1, chuyển động với vận tốc là v1, đến va chạm vào viên bi thứ hai có khối lượng là m2 đang đứng yên. Như vậy cái này được gọi là trước va chạm, sau va chạm hai viên bi dính lại viên bi một và viên bi hai dính lại cùng chuyển động với một vận tốc, thì đặt tên cho nó là V. Cái này được gọi là sau va chạm. Bây giờ như vậy bây giờ chúng ta vận dụng nội dung của định luật bổ toàn động lượng. Bây giờ vận dụng nội dung của định luật bổ toàn động lượng cho bài toán va chạm mềm. Bởi vì lúc này vật chuyển động không ma sát, cho nên là quá trình va chạm giữa hai bi hay gọi là hệ va chạm giữa hai bi được bổ toàn. Như vậy lúc này thì chúng ta trình bày các bài giải này như thế nào? Thầy áp dụng định luật bổ toàn động lượng, cái này chúng ta được quyền viết tắt, thì thầy có là b trước va chạm bằng b sau va chạm, mà b trước va chạm thì gồm có là m1 nhân v1. Bây giờ cộng cho m2 nhân v2, mà lúc này V2 của nó bằng 0 rồi, cho nên động lượng trước va chạm của viên B2 của nó bằng 0. Bằng động lượng sau va chạm là bằng M1 cộng cho M2 nhân cho V. Như vậy lúc này sau va chạm hai vật này dính lại, cho nên khối lượng của lúc sau của nó là M1 cộng cho M2. Thấy chưa? Như vậy lúc này đấu va chạm mềm thì sau va chạm vận tốc chuyển động của vật bây giờ là nó trùng với hướng dịch chuyển ban đầu của viên bi một. Như vậy là có bạn Nguyễn Trương là hỏi là mình có cần ghi cái M2 nhân V2 được không thầy? Không cần ghi cũng được. Bây giờ không cần ghi. Bởi vì lúc này cái động lượng ban đầu
của viên bi 2 nó bằng 0 rồi, chúng ta không cần ghi, chúng ta bỏ đi, không cần ghi. Chúng ta chỉ cần ghi cho thầy M1 nhân V1 bằng, cái đây là động lượng trước qua trộm này. Đó, động lượng trước qua trộm có nghĩa là gì? Tổng động lượng của hệ trước qua trộm. Như vậy động lượng của hệ trước qua trộm là viên B1 đánh qua trộm một viên B2. Mà lúc mà chưa qua, trước khi qua trộm một viên B2 thì động lượng của viên B1 nó sẽ bằng M1 nhân V1. Còn động lượng của M2 của nó bằng 0 mất rồi, bởi vì V2 của nó bằng 0, cho nên không cần ghi. Động bằng động lượng sau va chạm, mà động lượng sau va chạm là nó gộp lại còn lại một vật, thì ta có là M1 cạn M2 nhân V. Không cần ghi là động lượng trước va chạm, chúng ta không cần ghi là M2 với V2, bởi vì lúc này động lượng bây giờ ban đầu của viên B2 nó bằng 0 rồi, chúng ta khó cần ghi. Như vậy bây giờ là đối với bài toán va chạm mềm thì các em chả cần phải chọn chiều dương nhỉ, bởi vì nó chuyển động thêm một chiều mà. Không ai mà đi chọn chiều ngược lại thì ra. Thì bây giờ ở đây thầy gọi là công thức 1. Bây giờ một số bạn có thể chọn chiều dương cũng được mà không chọn cũng được. Ví dụ là thầy biết đây, thầy biết chọn chiều dương đây, nó cùng với chiều dịch chuyển của viên bi, viên bi 1 cũng như là chiều dịch chuyển của viên bi sau va chạm. Như vậy là bây giờ nó chuyển động thêm một chiều, thêm một chiều nhất định, thì không có ai mà đem chọn chiều âm làm chiều chuyển động. Cho nên chúng ta được quyền bỏ dấu vector. Thì giờ. Như vậy lúc này chúng ta có phương trình như sau, là M1 nhân V1 bằng M1 cạn cho M2 nhân cho V. Chúng ta được quyền bỏ dấu vector. Bây giờ bởi vì lúc này va chạm mềm, sau va chạm vật chuyển động cùng với hướng chuyển động ban đầu của viên B1. Và từ đây thầy tính được vận tốc V mà thầy cần tìm, đó là M1 nhân V1 chia cho M1 cạn cho M2. Và các em thế số vào và các em tìm được kết quả. Từ mặt thế số, các em tự thế số vào. Như vậy đây là cái bài giải mà thầy truyền tải đến các em. Nếu sau này chúng ta kiểm tra tự luận, để gặp các bài toán như bài số 6 này, thì chúng ta trình bày như cách giải mà thầy đang hướng dẫn đối với các em. Bây giờ trường hợp mà chúng ta gần hết giờ rồi, chúng ta lòm như thế này không kịp, thì các em viết cho thầy cái công thức này cũng được. Cái công thức này rồi thế số vào bàn kết quả, thì lúc đó trong quá trình chấm thì người ta sẽ chấm trước và ta sẽ cho điểm tuyệt đối. Còn nếu đủ thời gian thì chúng ta phải trình bày như thế này. Bây giờ một số bạn hỏi là thưa thầy có vẽ hình không thầy? Thì mình vẽ cũng được, mình vẽ để mình dễ hiểu. Mà không vẽ cũng được, chúng ta chỉ cần ghi là áp dụng định luật bảo toàn năng lượng, ta có bi trước và chậm bằng bi sau và chậm, rồi chúng ta viết như thế này là cũng đạt được điểm tuyệt đối rồi. Còn mình vẽ hình cũng được mà không vẽ hình cũng được. Nhưng chúng ta lưu ý là trong quá trình giải bài toán vật lý thì thầy khuyên nên vẽ hình. Cái vẽ hình nó có lợi thế lắm. Đôi lúc là chúng ta được cảm điển cũng từ cái hình đó. Thế ra chưa? Đó là thầy nói về cái bài tập số 6 liên quan tới định luật bảo toàn động lượng đối với bài toán va chạm mềm. Bây giờ cũng có thể một bạn suy ngẫm như thế này. Thưa thầy là em không cần đổi đơn vị là gom ra kg được không thầy? Thấy à? Câu hỏi này rất nhiều bạn hỏi, nhưng thầy phải trả lời luôn. Tùy thuộc vào tình huống cũng như là của bài tập. Ví dụ trong bài tập này là trên tử dưới mão đều có khối lượng hết, chúng ta chả cần đấu đơn vị. Đấy chưa? Nhưng ở trang tử có khối lượng, dưới mão không có khối lượng, thì nó ví dụ như thế nha, thì bắt buộc chúng ta phải đấu ra đơn vị chuẩn của nó là kg. Cho nên tốt nhất là chúng ta đấu đơn vị gom ra đơn vị kg.
Rồi chưa? Chứ một số em á là quanh đảo đơn vị giảng tới bài toán nó bị sai mất. Chúng ta làm thì đúng, công thức đúng, quá trình giải đúng hết, nhưng mà khi thế số vào bằng kết quả nó lại bị chặt với cái đáp án mất. Đó là thầy khuyên các em khi giải bài toán vật lý phải hình chạm với đảo đơn vị. Gom thì quy về đơn vị là kg, vận tốc có đơn vị là km/h thì chúng ta quy đảo về m/s. Rồi chưa? Đó là thầy nói về cái bài tập số 6. Thầy hướng dẫn bài tập số 7. Bài tập số 7 này. Thì đối với bài tập số 7 thì đối với câu B là câu vận dụng con. Còn câu A là bình thường. Thấy chưa? Thì đối với cái bài tập số 7 á, thì các em chú ý với thầy, chúng ta cũng vận dụng nội dung của định luật bảo toàn động lực. Bây giờ là một bệ pháo có khối lượng 1.500 kg. Như vậy là bệ pháo có khối lượng 1.500 kg thì đặt tay nó bằng em mà lớn của nó bằng 1.500 kg. Đó là thầy phải đặt là em mà lớn nha. Thì mình có thể gọi em mà 1, em mà 2 tùy các em. Bán ra một viên đạn, có khối lượng là em mà nhỏ bằng 5 kg. Thấy chưa? Và vận tốc của viên đạn thầy gọi là V nhỏ của nó bằng 600 m/s. Đề yêu cầu chúng ta tính là vận tốc giặt lùi của bệ pháo trong hai trường hợp. Thì vận tốc giặt lùi của bệ pháo thầy đặt tay nó là V lớn. Cái đó là thầy vĩ nha, đặt tay như nó thôi. Còn mình được quyền ở gõ cái gì gõ. Thì bây giờ là đối với cái bài toán câu A thì chúng ta giải quyết như thế nào? Thì thầy vẽ cái hình để chúng ta nắm rõ này. Một bệ pháo có khối lượng là em mà lớn. Bây giờ có khối lượng đó là em mà lớn. Đó. Bán ra một viên đạn rời khỏi nòng súng và viên đạn này có khối lượng là em mà nhỏ, chuyển động pháo vận tốc là V nhỏ. Như vậy khi viên đạn rời khỏi nòng súng, bây giờ thì lúc mà súng giặt lùi về sau với vận tốc là V lớn. Như vậy lúc này thầy biểu diễn cái hình vẽ. Bây giờ các em sẽ quan sát cái hình vẽ đó. Như vậy lúc này là cái quá trình chuyển động về súng giặt lùi về sau được gọi là chuyển động bằng phản lực. Như vậy chính bản thân nó tạo ra bây giờ chuyển động về hướng phía trước và một cái chuyển động ngược về hướng phía sau. Thì có chuyển động như thế này được gọi là chuyển động bằng phản lực. Ví dụ là chuyển động của tên lửa này, chuyển động của súng giặt lùi về sau khi bắn được gọi là chuyển động bằng phản lực. Như vậy lúc này á, thầy chọn chiều dương cùng với chiều dịch chuyển hoặc là chuyển động của viên đạn. Thấy chưa? Chuyển động của viên đạn. Thì lúc này thầy áp dụng định luật bảo toàn động lượng, thầy có là B trước. Thấy chưa? Trước khi bán, hay gọi là B trước khi bán, bằng B sau khi bán. Mình gọi là B trước và chọn bằng B sau và chọn cũng được. Ở đây thầy ghi để cho chúng ta nó thuận tiện với cái bài toán này. Như vậy bạn khác ghi là B động lượng trước và chọn bằng động lượng sau và chọn cũng được. Nếu bạn khác ghi như thế này có không có gì mà bị sai. Động lượng trước và chọn bằng động lượng sau và chọn, ghi được hết. Không có gì mà ai mà bắt lãi cho nó hết. Được chưa? Bây giờ động lượng trước va chạm có nghĩa là động lượng trước khi bắn. Như vậy trước khi mà chưa bóp cò, viên đạn chưa ra khỏi nòng súng thì khẩu súng này ở trạng thái đứng yên. Cho nên động lượng trước va chạm này của nó bằng không. Được chưa? Bây giờ động lượng sau va chạm là sau khi bắn của này thì gọi là sau va chạm.
nó sẽ bằng ai mà nhỏ nhân về nhỏ, cảm cho ai mà lớn nhân cho về lớn. Đó. Như vậy là sau khi mà viên đạn rời khỏi nòng súng thì lúc này nó tách thành hai vật. Vật ai mà nhỏ là khối lượng của viên đạn, vật ai mà lớn là khối lượng của khẩu súng. Thì mà động lượng sau khi bắn hay gọi là động lượng sau va chạm của nó bằng ai mà nhỏ nhân về nhỏ, cạn ai mà lớn nhân về lớn. Như vậy áp dụng định luật bảo toàn động lượng, ta có động lượng trước va chạm bằng động lượng sau va chạm, thì thầy có phương trình như sau. Bây giờ thầy có là ai mà nhỏ nhân cho về nhỏ, cạn cho ai mà lớn nhân cho về lớn, cái này bằng không. Làm sao? Như vậy từ phương trình này thì xét cái phương trình này lên chiều dương mà thầy Vĩ đã chọn. Bây giờ chiều dương cùng với chiều chuyển động của viên đạn, thì lúc này thầy có phương trình đại số như sau: ai mà nhỏ nhân về nhỏ, dấu cạn đây của biểu thức. Bây giờ như vậy V lớn này nó ngược với chiều dịch chuyển của vật, cho nên nó xuất hiện dấu trừ ai mà lớn nhân cho V lớn, cái này bằng không. Bằng không. Như vậy thì chuyển trừ ai mà lớn V lớn qua bên này thì cạn ai mà lớn nhân V lớn. Từ đó chúng ta suy ra được cái đại lượng mà chúng ta cần tìm, đó là vận tốc V lớn của nó bằng ai mà nhỏ chia cho ai mà lớn nhân cho V. Ai mà nhỏ này là bằng 5, chia em mà lớn chia cho 1.500, nhân cho vận tốc của viên đạn là 600. Như vậy chúng ta sẽ tính được bây giờ là vận tốc giật lùi của bị pháo sau khi bắn viên đạn 5 kg rời khỏi nòng súng với vận tốc là 600 m/s. Bây giờ thì chúng ta sẽ tính được vận tốc giật lùi của nó. Như vậy lúc này các em nhập vào trong dữ liệu trong máy tính, em bấm, chúng ta sẽ tìm được kết quả. Đó là thầy nói về cái bài toán mà súng giật lùi bây giờ sau khi bắn, và chúng ta tính được kết quả chỗ này của nó bây giờ là bằng 2 m/s. Đúng nhỉ? Như vậy bây giờ chúng ta thấy này, trong một giây nó lùi 2 m. Để chúng giật lùi vì sao? Chưa? Nhưng mà cái này cái độ giật lùi nó còn ít nhỉ, nó thì mới đúng này. 2 m/s thì nó là cũng hơi nhiều. Như vậy là bắt buộc phải tăng khối lượng của khẩu súng lên. Ví dụ là tăng khối lượng của súng lên là 2.000 hoặc là 3.000 kg nhá, thì cái độ giật lùi của súng là rất là ít. Như vậy để giảm thiểu độ giật lùi của súng này thì bắt buộc là khối lượng của khẩu súng phải lớn, và khối lượng của viên đạn nó tương thức với khối lượng của khẩu súng. Cái độ giật lùi nào nó giật lùi vì sao mà là lớn quá thì nó rất nguy hiểm. Ví dụ là các chú bộ đội đứng ở phía sau đây, bây giờ nhắm tọa độ rồi bóp cò bắn, và khi vừa bắn bắt đầu viên đạn ra khỏi nòng súng bắt đầu là cái biện pháp nó lui lại, vì sao? Thì nó đảm trách hết mắt rồi. Đúng chưa? Cho nên là đối với cái bài toán là thầy đưa ra thôi, chứ còn nếu trong quá trình mà cái ngành quân sự người ta sẽ giảm thiểu cái độ giật lùi của khẩu súng càng nhiều càng tốt. Đây là giảm thiểu càng nhiều càng tốt. Ví dụ chúng ta học giáo dục quốc phòng, chúng ta cầm cái súng AR-15, súng AK đó chúng ta bắn. Đây giờ thì khi ta bóp cò viên đạn đây giờ ra khỏi nòng súng và nó giật lùi về sau, mà cái bản súng chúng ta tựa vào trong bả vai đây, nếu nó giật lùi về sau càng mạnh thì giúp quốc là đặt vào bả vai chúng ta sẽ bị gãy xương đầu ngay liền. Do vậy là tùy thuộc vào từng cấu tạo của từng loại súng mà người ta chế tạo cái khối lượng của viên đạn tương thức với bây giờ tương thức và khối lượng của khẩu súng. Đó là tôi nói về cái liên đới tới thực tế cũng như là trong ngành quân sự. Như vậy là sau này mà chúng ta mà đi học các ngành bên ngành quân sự thì chúng ta sẽ nắm rõ hơn. Bây giờ có nhiều bạn vì sáng nay là có mấy anh của mình là mấy anh mấy chị có nhiều bạn nữ cũng đăng ký đi bộ đội. Sáng nay là chúng ta rồi chưa có một số anh đi bộ đội, đi thì chưa tới 2 năm là về thôi. Mà trong quá trình đi bộ đội thì các em nhớ là nó rang đứt rồi, luyện tài rất là nhiều, rất là trưởng thành. Cho nên là đi bộ đội là một cái nhiệm vụ, bây giờ trách nhiệm của bản thân của mình. Như vậy một số em học hết 12 rồi nó tự nguyện nó đăng ký nó đi bộ đội, để sau đó nó vào trong ngành quân đội, nó cống hiến cho ngành quân đội, cũng như là thi các ngành ví dụ cảnh sát, công an, đủ loại.
Thì những bạn nào mà có sức khỏe tốt, lý lịch tốt thì chúng ta cũng nên đi các ngành này. Mà cái ngành quân đội là một trong những ngành, ta nói ví dụ như là công an nó đã đi rồi chưa, là bên A thi rất rất là khó đậu, điểm cao lắm, nó ngon bằng, nó lớn hơn cái ngành y luôn, cái điểm ngành y. Ta nói ví dụ năm ngoái là 30 điểm phản trượt vào trường công an. Mà trường 30 điểm thì mẫu mong 10 điểm rồi còn ức nữa. Mà chỉ có giáo dục Việt Nam chúng ta là 30 điểm vẫn rớt. Thì đó là rất là ngạc. Có mấy bạn là nó có điểm ưu tiên rồi nó cạn vô thành 31 điểm, 32 điểm. Còn mấy bạn mà không có điểm ưu tiên là chỉ có 30 điểm thì mẫu mong 10 điểm rồi là có dỗ rồi mà vẫn rớt vào các cái ngành những cái ngành mà hiện giờ đang hốc hàng đầu của nước đó. Tôi thấy là cũng rất khó chịu. Đó là tôi hướng dẫn câu A của bài bài. Bây giờ tôi hướng dẫn các câu B. Đạn được bắn theo phương hợp với phương ngân một góc là 60 độ. Thầy phải hướng dẫn câu B thì thầy cũng dành cho một xíu thời gian nữa các em ghi chép cho thầy cái câu A của bài bãi vào. Như vậy cái vấn đề cốt lõi là thầy muốn các em giải quyết được cho thầy câu A của bài bãi là được rồi. Câu B là câu vận dụng câu mà. Thế tầm cả điểm 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 chín điểm điểm 10, điểm chín điểm 10. Mà môn vật lý mà mình làm được 9 điểm là thầy nói là quá tuyệt vời. Chứ không phải đơn giản, người ta nói là khó như lý mà bí như hình linh tinh như đại số, mà mình làm lý mà được được 9 điểm là thầy nói từ tóm điểm trên lên là quá đáng rồi. Và thậm chí thầy nói là 3 điểm mà thầy nói là cũng ok rồi. Nhưng bây giờ cái tùy theo cái thời điểm hạt, thời điểm này hạt á là đề người ta ra tương đối đơn giản dễ, chúng ta cố gắng cho ta nắm rõ cái nội dung của nó thì chúng ta làm như vậy là sắp tới á là chúng ta kiểm tra, thì trong quá trình kiểm tra là dĩ nhiên là thầy sẽ hướng dẫn rất cụ thể. Bây giờ sắp tới kiểm tra này, nếu kiểm tra tự luận đó, là thầy nói ví dụ cái đề người ta ra là tóm cao thì chúng ta thầy sẽ hướng dẫn cho các em là nói chung là hầu như là chúng ta trúng được tóm 10%, có nghĩa là thầy dự đoán người ta sẽ ra được cái cao đó. Bây giờ cái bài đó cao đó, cái người quan trọng nhất là người ta dự đoán được cái người ra đề ra cái vùng nào để ông tập cho học trò. Chứ còn nếu mà các em mình dung là cầm trong cái đề cương mà để ông tập cho các em thì nó là rất là cực, có một vấn đề. Nhưng mà thầy sẽ nắm chắc được người nội dung của đề kiểm tra người ta ra cái gì, thầy sẽ dự đoán được, và thầy dự đoán là cái dạng bài tập nó ra chỗ nào, thầy sẽ ông tập rất kỹ cho các em. Như vậy sắp tới chúng ta kiểm tra các em không có lo chứ. Bây giờ nội dung kiểm tra như thế nào? Bây giờ thì chắc tới chúng ta sẽ có đề chúng ta luyện kiểm tra, có đề chúng ta luyện kiểm tra. Bây giờ thì các em không có lo, thì tới bao giờ kiểm tra là thầy sẽ luyện trước cho các em một tuần, và thậm chí mà thời gian mà nó rảnh rỗi mà nó chưa có gì thầy cũng tan buổi cho các em để chúng ta luyện, chúng ta nhuyễn thấy và chúng ta làm được điểm tối ưu. Thì các em không có lo, cái đó là nhiệm vụ của thầy để thông báo trên cả nhóm luôn. Bây giờ bởi vì ở đây là thầy nói là thầy đã tách thành hai nhóm rồi mà. Có thể là có đã nào các em đã hạt nhóm nào thì chúng ta hạt chắc cái nhóm đó, chứ không có được là ban đầu hạt nhóm một có mai hạt nhóm hai, không có được, không có luân phiên mỗi nhóm cái chương trình hạt nó khác nhau. Cái bài tập có thể là mình hạt cái nhóm một là bài tập giải tới đây, nhóm hai chưa chưa giải đi sao. Bây giờ cho nên chúng ta cố gắng giữ con, mình đã hạt chọn cái nhóm nào thì chúng ta cố gắng hạt cái nhóm đó. Bây giờ thầy hướng dẫn cái bài tập số 7 câu B. Bây giờ câu B, bài tập số 7 thì ở đây là thầy vẽ lại hình vẽ cho các em quan sát. Bây giờ lúc này là bệ pháo này bắn ra viên đạn, bây giờ viên đạn này với vận tốc là v v bây giờ hợp với phương ngân
một góc là 60 độ thì gọi là góc này góc âm phần là 60 độ. Nó khó với các bạn hồi nãy. Hồi nãy là viên đạn được ba tay phương ngang, bài toán này khó hơn. Thì súng khẩu bệ pháo này hay gọi là khẩu súng này cũng giặt lù vì sao? Với vận tốc là v lớn. Như vậy thầy chọn đây là trục OX, trục OX. Như vậy lúc này chúng ta hình dung đây là phương của viên đạn. Nó hợp với trục của X này một góc alpha bằng 60 độ. Góc alpha này bằng 60 độ. Như vậy là thầy hình chiếu vectơ V này xuống trục của X thì thầy có đây là VX. Như vậy là vận tốc thực của nó chính là vận tốc VX. Như vậy thầy xét tâm giác vuông này, tâm giác vuông này. Đấy giờ VX, O và V. Như vậy là VX đây là cạnh kề của một tam giác vuông. Muốn đi tìm cạnh kề thì ta lấy cạnh quyền của nó là V. Đây là cạnh quyền nhân cho cốt của góc tọa bảo chính là cốt của góc alpha. Như vậy cái VX lúc này nó bằng V nhân cho cốt góc alpha. Và thầy vận dụng định luật bố toàn động lượng, thầy có là B trước va chạm. Đây giờ trước va chạm ba B sau va chạm. Lúc này B sau va chạm thầy có là M nhân cho VX cảm cho M lớn nhân cho V lớn bằng không. Đấy giờ như vậy là xét trên trục OX thì vận tốc trên trục OX chính là bằng VX. Như vậy cái V này ta phân thành VX và VA. Cái VA là thay phương vuông góc với trục OX rồi chúng ta bỏ đi. Như vậy lúc này cái VX chính là vận tốc trên trục của X của nó. Chúng ta xét trên phương chuyển động của nó chính là VX. Đấy giờ như vậy lúc này thầy cũng xét cái phương trình một này lên mà chiều dương mà thầy Vĩ đã chọn. Chiều dương nó trùng với chiều của trục OX, trùng với chiều của trục OX. Như vậy lúc này thầy có là M nhân cho VX trừ cho M lớn nhân V lớn. Cái này bằng không. Bây giờ như vậy từ đây chúng ta sẽ tính được là V lớn của nó bằng M nhỏ chia cho M lớn nhân cho VX. Bây giờ bằng M nhỏ chia cho M lớn vào VX lúc này là bằng V nhân cho cốt của góc alpha. Đó, nó khác với cái bài hồi nãy. Như vậy lúc này M nhỏ là bằng nam, M lớn bằng 1.500, V của nó là bằng 600 nhân cho cốt của 60 độ. Như vậy chúng ta sẽ bấm cho thầy kết quả đáp án là bằng bao nhiêu. Em đã bấm xong rồi, chúng ta nhắn tin cho thầy. Bằng 1 mét trên dài. Như vậy lúc này chúng ta thấy cũng khẩu súng này, cũng viên đạn như thế này, nhưng mà chúng ta bán cách về phía trên một góc tạo bốc phương ngang một góc 60 độ thì độ giặt lưu của nó chỉ là 1 mét trên dài mà thôi. Bây giờ 1 mét trên dài mà thôi. Còn nếu ta bán thay phương ngang á thì độ giặt lưu của khẩu súng là bằng 2 mét trên dài. Như vậy chắc chắn các em thấy là trong các ngành quân sự các em thấy là khi người ta bán các khẩu súng đẩy bác là điều chắc về hướng 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 trên một góc là alpha của nó tối thiểu phải lớn hơn 20 độ trở lên. Đấy giờ như vậy là qua cái bài toán số 7 này thì ở đây thầy hướng dẫn các câu B là cái câu vận dụng câu là khi người ta bán bây giờ viên đạn rời khỏi nòng súng hợp với phương nằm ngang một góc là alpha thì lúc này các em nhớ cho thầy cái V trên trục của X này nó bằng V, VX của nó bằng V nhân cho cốt góc alpha. Rồi chúng ta vận dụng định luật bảo toàn động lượng, ta có B trước va chạm bằng B sau va chạm. Bây giờ B trước va chạm nó bằng không rồi, B sau va chạm gồm có M nhân VX cảm cho M lớn nhân V lớn. Rồi chúng ta xét lên chiều dương thì chúng ta sẽ có được cái hệ thức dư động đại số, thì chúng ta tính được độ giặt lưu của bệ pháo của nó là bằng 1 mét trên dài.
Đó là thầy hướng dẫn cái bài tập cuối cùng của phần động lượng và định luật bổ toàn động lượng. Chúng ta qua cái dạng thứ hai, công và công suất, chúng ta ghi cái tiêu đề vào bảng dạng hai, công và công suất. Đối với cái dạng thứ hai này là công và công suất, thì đối với dạng thứ hai này nó dễ hơn dạng một, bài tập của nó dễ hơn nhiều. Bây giờ và chỉ có một bài toán mang tính chất thông hiểu hay gọi mang tính chất vận dụng thấp, cặn kề với vận dụng cao mà thôi, còn lại những bài toán hầu như bình thường hết. Thì bây giờ đối với cái dạng số 2 này, công và công suất, thì các em cần nhớ cho thầy những đơn vị kiến thức sau đây. Thứ nhất là biểu thức tính công, biểu thức tính công trong trường hợp tổng quát, biểu thức này, biểu thức tính công trong trường hợp tổng quát, nắm rõ cho thầy chỗ này. Đấy à? Như vậy là đối với cái dạng thứ hai này là cái công thức tính công này, a của nó là bằng f x nhân cho cos gốc alpha, phải nhớ được cho thầy công thức này. Đấy à? Bây giờ chúng ta hình dung như thế này, thầy xét trên một mặt phẳng nằm ngang, thầy xét một vật có khối lượng m, m chịu tác dụng của một lực ép, một lực ép kéo vật chuyển dời được một đoạn đường là x, một đoạn đường là x. Thế nhỉ? Như vậy lúc này cái lực ép này là hợp với phương ngang này, một góc là alpha. Thế nhỉ? Dưới tác dụng của lực ép làm vật chuyển dời được một đoạn đường x, ta nói lực ép này đã thực hiện được một công a bằng fx nhân cos góc alpha. Như vậy các công thức này chúng ta phải thuộc, chúng ta phải thuộc. Như vậy bây giờ đơn vị của công á, các em chú ý thầy là trong tài liệu thầy cũng ghi rồi, đơn vị của công là joule, đơn vị của công là joule. Ngoài ra các em còn nhớ cho thầy các đơn vị nhỏ đó, sau đây người ta nói là một millijoule, một millijoule, chúng ta đọc là millijoule, thì cái này nó bằng 10⁻³ joule. Nếu người ta cho đơn vị nó nhỏ hơn đơn vị joule đó, là millijoule, thì chúng ta đấu ra joule là nhân thêm cho 11⁻³. Bây giờ trong đó a là công, bây giờ của lực f, x là quãng đường, đặc biệt cái góc alpha này, góc alpha là góc tọa bảo giữa hướng của lực tác dụng, hướng của lực tác dụng với hướng độ dài của vật. Bây giờ góc alpha là góc tọa bảo giữa hướng của lực tác dụng với hướng độ dài. Như vậy lúc này các em chú ý cho thầy trong cái công thức này, cái công thức là a bằng fx nhân cos góc alpha này, thì bây giờ thì cái công của nó, cái công a này, công a này có thể lớn không này, công a có thể lớn không, và cái công a này cũng có thể nhỏ không, và cái công a này cũng có thể bằng không. Như vậy có nghĩa là công có thể lớn hơn không, có thể nhỏ không, cũng có thể bằng không. Như vậy nó lớn không khi nào, nó nhỏ không khi nào, và nó bằng không khi nào, thì chúng ta mới biện luận các công thức. Đây là các công thức này thì gọi là công thức một.
Như vậy S và X là hai đại lượng luôn luôn dư. Như vậy cái góc anh, cái công của nó phụ thuộc vào cốt của góc alpha. Bây giờ nếu góc alpha là góc nhọn á, thì cốt của nó sẽ dư, thì A của nó sẽ lên không. Nếu góc alpha là góc tù á, thì cốt góc alpha nó âm, thì A của nó âm. Nếu góc alpha mà nó bằng 90 độ thì cốt của 90 độ bằng không, cho nên A của nó bằng không. Bây giờ thì bây giờ chúng ta mới biện luận cái công thức một. Công thức một thì thầy xác có trường hợp sau đây, các em chú ý có trường hợp một. Trường hợp một thầy xác nếu góc alpha này mà lớn hơn 0 độ thì giờ nhỏ hơn 90 độ thì góc này là góc nhỏ, cho nên là cốt của góc alpha này nó sẽ lớn hơn không, dẫn tới A của nó lớn không. Thì giờ mà A có lớn không thì cái này người ta gọi là công dương. Ha còn gọi là công phát động. À, chúng ta chú ý cho thầy như thế. Bây giờ, rồi bây giờ cái trường hợp mà cái góc alpha của nó lớn hơn không, nhỏ hơn 90 độ là cái gì? Đúng không? Bây giờ thì giả sử đây là hướng dịch chuyển của vật là hướng từ M đến N. Từ M đến N. Đây là hướng dịch chuyển của vật. Bây giờ, thì các em nhớ cho thầy là đây, cái đường thì cả nước đất đây là 90 độ. Đây là cái đây là 90 độ. Còn nó trùng với mà N là 0 độ rồi. Nhưng mà lúc này là cái góc alpha nó nằm trong cái khoảng này. Bây giờ nằm trong cái khoảng từ 0 đến 90 độ. Đây cái góc alpha nó nằm trong cái khoảng này. Cái đại góc alpha nó nằm trong cái khoảng đó. Bây giờ khoảng từ hướng của MN đến hướng vuông góc của MN. Nhưng mà nó nằm trong khoảng này. Tại xét trường hợp là không có dấu bàn. Lớn hơn không, nhỏ hơn 90 độ. Bây giờ thì lúc này công của nó là công dư. Bây giờ một số bạn hỏi là nếu em xét bàn không độ được không thầy? Được sống được. À, thầy muốn tách ra để sau này thầy lái một trường hợp sát. Thế nếu góc alpha là lớn hơn hoặc bằng không độ, cốt không độ bằng 1 thì A của nó đều dương hết. Bây giờ nhưng ở đây là chúng ta ghi dấu bàn thêm cho thầy cũng được. Còn ở đây là thầy không có lấy dấu bàn 90 độ, cốt 90 độ là bằng không mất rồi. Cho nên thầy nói là góc alpha lớn hơn hoặc bằng không độ, nhỏ hơn 90 độ thì cốt của nó sẽ dương. Và các công mà được gọi là công dương, hay được gọi là công phát động. Bây giờ thầy xét cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai. Nếu góc alpha mà lớn hơn 90 độ, nhỏ hơn hoặc bằng 180 độ. Bây giờ, nhỏ hơn hoặc bằng 180 độ. Thì lúc này, cốt của góc alpha sẽ nhỏ hơn không. Dẫn tới A của nó âm. Bây giờ, và cái này người ta gọi là công âm. Công âm. Ha còn gọi là công cảm. Đó, hàng gọi là công cảm. Như vậy là thầy xác các trường hợp 1 và trường hợp 2. Trường hợp 1 đó là góc nhỏ, trường hợp 2 đó là góc tù. Bây giờ nó có hai cái trường hợp mở rộng ra mà thầy xác các trường hợp thứ ba. Là khi góc alpha mà bằng 0 độ, thì lúc này cốt của 0 độ của nó bằng mấy đây? Bằng 1. Và lúc này A của nó là bằng F nhân đây nhân A. Bởi vì tôi quay là cái công thức là A bằng F nhân A trên cốt các con pha. Mà cốt các con pha bằng 1 rồi. Bây giờ thì A của nó bằng F nhân A. Như vậy trường hợp mà góc alpha mà bằng 0 độ có nghĩa là lực tác dụng của vật trùng với hướng dịch chuyển của vật. Thì nó ví dụ đây, trường hợp đây, lực tác dụng của vật nó trùng với hướng dịch chuyển của vật. Thì nó ví dụ F đây. Đó, nó trùng với hướng dịch chuyển của vật. Mà hướng dịch chuyển của vật thì đặt tên nó là hướng mà nào. Thì A của nó là bằng F nhân A. Bây giờ ta xét trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba. Nếu góc alpha của nó là bằng 90 độ. À, xin lỗi, trường hợp thứ tư. Nếu góc alpha bằng 90 độ. Thì lúc mà ta có là cốt của góc alpha của nó bằng 0. Thì lúc này A của nó bằng 0. Như vậy những lực nào mà tác dụng vào vật có phương vuông góc với hướng dịch chuyển của vật thì công của nó bằng không. Công của nó bằng không. Thấy không?
Bây giờ cũng có bài toán nào mà thầy xác các trường hợp biển lũ trường hợp thứ năm, trường hợp thứ năm nếu là góc alpha của nó bằng 180 độ, 180 độ thì lúc này ta có cốt của góc alpha bằng -1, -1 và từ đó chúng ta tính được a của nó bằng trừ f nhân cho x. Bây giờ như vậy lúc này cái công này là bằng trừ x nhân x, hay được gọi là công cỏ hay gọi là công âm. Như vậy là đối với cái trường hợp mà góc alpha mà bằng 80 độ ở sẽ là bằng 180 độ thì a của nó bằng trừ x nhân x. Hay nói hơn, từ đây chúng ta suy ra những cái công thức này, ví dụ là tính công của lực ma sát, tính công lực ma sát thì nó sẽ bằng trừ f ma sát nhân cho x. Nếu để yêu cầu chúng ta là tính công của lực ép cỏ, công của lực ép cỏ thì ta có là a của lực ép cỏ bằng trừ ép cỏ nhân a. Ta luôn luôn có các cặp công thức này. Vì sao mà công của lực ma sát là bằng trừ ép ma sát nhân a? Bây giờ các em mình dùng đây, ta xác đây là mặt phẳng nằm ngang, xác một vật có khối lượng m chịu tác dụng của một lực ép ma sát. Ép ma sát. Ví dụ là một vật trượt trên mặt phẳng nằm ngang có vận tốc là v. Bây giờ lúc này a nào và b cân bằng rồi, bây giờ chỉ có lực ép ma sát. Như vậy lúc này lực ép ma sát này nó hợp với hướng dịch chuyển của vật, một góc là 180 độ. Như vậy ta có là a của nó bằng ép ma sát nhân x nhân cho cos của góc alpha, và góc alpha bằng 180 độ cho nên cos góc alpha bằng -1, cho nên a của nó bằng trừ F ma sát nhân A. Như vậy là đối với công của lực ma sát và công của lực ép cỏ ta luôn luôn có biểu thức này. Như vậy chúng ta ghi cái này vào trong phải là đây giờ bổ sung vào trong tài liệu. Thầy tiếp xúc với trường hợp bọn em coi. Đó là thầy nói về cái phần một nhỏ là định nghĩa công trang trường hợp tổng quát. Thứ nhất nhá, thầy biểu thức tính công a bằng f nhân x nhân cos góc alpha, và công là một đại lượng vô hướng có thể dương có thể âm hoặc bằng không, thì thầy đã chứng minh hết rồi. Nhá, công của lực ma sát là bằng trừ F ma sát nhân x, công của lực ép cỏ là bằng trừ ép cỏ nhân x, và thầy đã vẽ hình và thầy chứng minh cho em biết rồi. Và cái lực ép cỏ và lực ép sát nó luôn luôn ngược với hướng di chuyển của vật, cho nên cái góc tọa bảo giữa lực tác dụng của vật và hướng di chuyển của nó bằng 180 độ, và cốt của 180 độ là bằng trừ 1. Đó là những cái cốt lõi, cái nội dung mà chúng ta cần nắm rõ để sau này chúng ta giải bài tập. À, thầy đưa vào cái đơn vị kiến thức là công suất. Thì gì? Công suất. Thì ở đây các em chú thầy là công suất là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Thì gì? Người ta định nghĩa công suất này là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Hay nói hơn là công suất bây giờ là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công trong một đơn vị thời gian, hay gọi là công suất. Người ta định nghĩa một ý cái định nghĩa tiếp theo nữa là công suất là đại lượng đo bằng, là đại lượng được đo bằng tốc độ sinh công trong một đơn vị thời gian. Và trong một đơn vị thời gian có nghĩa là trong một một giây, và công suất ký hiệu bằng chữ B lớn, nó sẽ bằng A chia cho T. Và đơn vị của công suất
là watt, đơn vị của công suất là watt. Đấy giờ cái này chúng ta đọc là watt này, đơn vị của công suất là watt. Như vậy bây giờ các em chú ý cho thầy, cái a này bằng cái gì? A bằng f nhân x nhân cos góc alpha. Đấy giờ đó, cái t là thời gian, b được gọi là công suất. Thì ngoài ra các em còn nhớ cho thầy cái nữa là thầy nói ví dụ là 1 kW, 1 kW. Yeah. Cái này nó sẽ bằng 1000 W. Chú ý thầy. Nếu người ta để là 1 kW thì các em phải đấu ra cho thầy là bằng 1000 W. Đơn vị của công suất là watt. Ngoài ra đơn vị của công suất, yeah, thầy nói là đơn vị của công suất này có đơn vị chuẩn nó là watt này. Ngoài ra thì có đơn vị lớn hơn nữa là kilowatt, thấy chưa? Hoặc là có đơn vị là mã lực, thấy chưa? Đó, người ta ký hiệu bằng chữ HP đó, thấy chưa? Thì những cái đơn vị đó người ta ít khi chúng ta sử dụng. Như vậy chúng ta chủ yếu là đơn vị của công suất là gì? Đơn vị của công suất là watt, thấy chưa? Chúng ta đặt là watt và biểu thức tính công suất của nó, B của nó bằng A chia cho T, thấy chưa? B của nó bằng A chia T. Và định nghĩa công suất là gì? Là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Hay được gọi cái định nghĩa là khó dễ hiểu hơn nữa là công suất là đại lượng được đo bằng tốc độ sinh công trong một đơn vị thời gian. Thì nói ví dụ như là cái nhà máy A trong một giờ, thì trong một giờ nó sản xuất ra được là 10 chai bia. Cái nhà máy B trong một giờ nó sản xuất ra được 5 chai bia mấy. Có nghĩa mình nói là công suất của nhà máy A nó lớn hơn nhà máy B, chẳng hạn. Thì muốn so sánh được cái tốc độ sinh công của nhà máy A đối với nhà máy B thì người ta đặt tên cho đó chính là công suất. Bây giờ công suất. Như vậy trong thực tế chúng ta là cái từ công suất chúng ta rất là nhiều, rất là nhiều. Thì nói ví dụ chúng ta có bóng đàn, chúng ta nhìn vào ta thấy là công suất nó bao nhiêu, 5 W hay 10 W hoặc 100 W không vậy? Bây giờ ví dụ là chúng ta nhìn vào cái quạt, cái quạt cái bàn ta hoặc là quạt điện hoặc là cái bếp điện hoặc v.v. đều có công suất của nó cho biết là cái khả năng thực hiện công trong một đơn vị thời gian. Yeah. Như vậy đối với cái dạng thứ hai thì chúng ta nhớ là hai công thức, là công thức tính công trong trường hợp tổng quát a bằng fx cos alpha, và công thức thứ hai nữa là công thức tính công suất của nó, b của nó bằng a chia cho t, và đơn vị của công là joule, đơn vị của công suất là watt. Ngoài ra đơn vị của công suất thì còn có là mã lực, thấy chưa? Mã lực, thấy chưa? Mã lực của anh, mã lực của Phóp, thấy chưa? Hoặc là đơn vị của công suất là mã lực người ta ký bằng chữ HP đó, cái chữ HP, chữ HP. Và như vậy là trong sách giáo khoa cũng có rồi, thấy chưa? Ví dụ là một mã lực của anh là bằng 736 W, mã lực của Phóp, thấy chưa? Sắp xỉ như thế. Như vậy là cái đơn vị của công suất thì các em nhớ là ngoài đơn vị là watt ra thì có đơn vị HP. Cái này người ta gọi là mã lực. Bây giờ mã lực đó là thầy nói về một số cái đơn vị mà đơn vị chuẩn về công suất vẫn là watt. Bây giờ chúng ta đi vào cái nội dung mà chúng ta cần nghiên cứu. Thì đối với cái dạng thứ hai về công và công suất thì có 5 bài toán. Bây giờ 5 bài toán, tất cả những bài toán này đều mang tính chất là vận dụng. Bây giờ có một bài là thông hiểu mà thôi. Bây giờ thầy sẽ đi vào cái bài tập số 1. Bài tập số 1. Bây giờ bài tập số 1 này. Một người kéo một hòm gỗ có khối lượng M bằng 80 kg trượt trên mặt phẳng nằm ngang. Bây giờ bằng một sợi dây hợp với phương ngang một góc alpha là bằng 30 độ. Lực ép kéo của nó bằng 150 N. Đấy giờ tính công của lực ép khi khúc gỗ này đi được 20 mét. Như vậy là đối với cái bài toán này là cái khối lượng M nó thừa. Dĩ nhiên cái bài này là nó có thêm 2 cao nữa mà thầy bỏ mất, cho nên là thầy quay. Đấy giờ như vậy nó có thừa khối lượng, có không vấn đề gì. Như vậy là đối với cái bài này thì ta vận dụng công thức A của nó bằng gì? A của nó là bằng F nhân X nhân cho cos góc gì đấy? Alpha. Và cái F này ta tha bằng 150 gì đấy? 50, X ta tha là bằng 2, 20.
cốt của các con farm tha là bằng cốt của các 30 độ. Chúng ta sẽ bấm cho thầy kết quả. Hiểu nhỉ? Đó, nhớ khi bấm máy tính là chế độ máy tính để chế độ độ nghe. Chứ ta để chế độ ra đi ăn là ta bấm bị sai đó. Cốt của 30 độ là bằng căn 3 chia 2. Hiểu chưa? Căn 3 chia 2. Hay nó hơn là bằng 1500 căn 3. Cái này ta tính được bằng 1500 căn 3. Đơn vị của công nhớ ghi vào là joule. Nhưng mà là những cái bài toán như thế này thì tương đối đơn giản. Nhưng mà thầy nói là cái khối lượng M nó bị thừa đó, bị thừa. Dĩ nhiên là vật và có khối lượng, người ta nói là một vật có khối lượng. Bây giờ ở đây là cái bài này nó có thể là câu có câu A, câu B nữa. Nhưng mà cái câu B là thầy muốn tính kiểu khác, tính công của lực ma sát. Nhưng mà ở đây là thầy bỏ luôn cái công của lực ma sát, thầy chỉ đưa vào có câu vận dụng thôi. Cho nên là cái M đã bằng 80 kg của nó là nó bị thừa. Đây. Nó thừa không sao, chả thiếu chứ thừa không quan trọng. Thực chất cái câu này là tính công của lực ép kéo là một. Câu thứ hai nữa là tính công của lực ma sát. Dĩ nhiên công của lực ma sát thì nó sẽ dính dáng tới khối lượng M. Nhưng mà ở đây là cái lực tác dụng nó hợp với phương ngang một góc 30 độ, cho nên là thầy bỏ đi cái công của lực ma sát. Cho nên là khối lượng M cho 80 kg nó bị thừa, chúng ta không quan tâm. Chả thế thôi chứ thừa không quan tâm. Câu bài tập số 2. Một động cơ điện có công suất không đủ. Thấy chưa? Cái bài tập số 2 này. Một động cơ điện có công suất không đủ là B của nó bằng 15 kW. Các em phải đấu ra. Watt bằng 15 nhân cho 10 mũ 3 watts. 1 kW bằng 1000 watts. Đấy à? Cho một cần cảo năng điều, năng điều. Một vật có khối lượng, một vật khối lượng M bằng 1000 kg. Lên cao là 20 mấy. Lấy rê bằng 10 mét trên dây bình phương. Đề yêu cầu chúng ta là tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó. Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó thì gọi là tìm thời gian T. Đúng vậy. Bây giờ trước mắt là cái vấn đề cốt lõi đó là chúng ta muốn tính thời gian T thì chúng ta làm cái gì? Như vậy một số em đặt cái đề này, bắt đầu chúng ta vận dụng công thức. Còn dụng thức ta có là B của nó là bằng A chia cho T. Nhá ngay các công thức tính công suất. Đấy giờ. Rồi. Bây giờ cái vấn đề cốt lõi là B có rồng. B là công suất đó nghe. B là công suất này. Công suất này. A chưa có. Thời gian T chúng ta cần tìm. Như vậy bây giờ từ cái công thức này chúng ta cần phải đi tìm những cái đại lượng nào. Đấy à? Thì bây giờ chúng ta quan sát tình hình vẽ, chúng ta thấy đây một vật có khối lượng là M, được kéo đều lên cao bằng một cái cần cảo, đây là lực ép kéo, vật này có khối lượng chịu tác dụng của trọng lực B, đấy à? Chịu tác dụng của trọng lực B. Nhớ đây người ta là cần cảo năng đều nha. Như vậy khi mà cần cảo năng đều có nghĩa là gia tốc A của nó bằng mấy đây? A của nó bằng 0. Và lúc này ép kéo của nó bằng B. Đó. Như vậy trong trường hợp này, bài toán sẽ cho chúng ta biết được lực ép kéo của nó bằng B. B đây sẽ bằng M đây. M gà. Như vậy lúc này, thầy từ công thức số 1, đấy à? Thầy suy ra được thời gian T chúng ta cần tìm của nó bằng A chia cho B. B đây được gọi là công suất này, phải có dấu gạch ngang ở dưới. Đây, được gọi là công suất. Mà cái A này là bằng cái gì? A này sẽ bằng F kéo nhân cho X dưới mẫu này chia cho B. Đấy à? Mà F kéo này chính là bằng B. B là trọng lực tác dụng vật. Sẽ bằng MG nhân cho X dưới mẫu này chia cho
chia cho b. Như vậy là m này chúng ta tha bằng 1 ngàn, r các em tha bằng 10, x các em tha là bằng 20, công suất các em tha bằng 15 nhân 10 mũ 3, thì các em bấm cho thầy thời gian t của nó bằng bao nhiêu giây. Nhớ là vì cần cảo kéo điều vật nghe, kéo điều vật lên con, cho nên ép kéo của nó bằng b. Như vậy chúng ta tính được là bằng 40/3, thì ghi là kết quả mấy bạn đã bấm 40/3 giây. Đó là thầy hướng dẫn cái bài tập số 2 liên quan tới công và công suất. Nhớ là cho thầy này, khi cần cảo kéo điều vật lên cao, thì khi mà kéo điều vật lên thì lực kéo của cần cảo ký hiệu là ép kéo, và có khối lượng chịu tác dụng của trọng lực b, bởi vì vật kéo điều lên cao cho nên là ép kéo nó bằng b. Ý à? Cho nên ta có a của nó bằng ép kéo nhân x. Tại sao không nhân cho cốt góc alpha? Chỗ nào tại sao không nhân cho cốt góc alpha? Bởi vì lúc này là lực ép kéo nó trùng với hướng dịch chuyển của đấy của vật, cho nên cái góc alpha nó bằng không, không độ. Mà cút nó không độ là bằng mấy đây? Bằng 1. Như vậy cái lực tác dụng vô vật này nó trùng với hướng dịch chuyển của vật, cho nên là công của nó a của nó bằng f nhân x. Mà f đây chính là f kéo, mà f kéo nó bằng b, b bằng mg. Ta rút vào đây thì ta tính được bằng 40/3 giây. Thấy chưa? Như vậy là cái đơn vị kiến thức của ca học của tối hôm nay ấy, là thầy truyền tải hai đơn vị kiến thức. Đó là những bài toán liên quan tới động lượng và định luật của toàn động lượng ở dạng 1, và lý thuyết về dạng thứ hai, công và công suất. Công ca dưới trường hợp tổng quát nó bằng cái gì? A bằng Fx cos cấp alpha. Ý nghĩa của các đại lượng trong công thức chúng ta phải nhớ. Đơn vị của công là joule. Rồi công suất định nghĩa nó bằng cái gì? Định nghĩa nó được phát biểu như ra làm sao? Và biểu thức của nó là công suất B của nó bằng a chia cho t. Và đơn vị của công suất là watt. Ngoài ra thì có đơn vị là mã lực, người ta ký về chữ HP đó. Thì thầy định hướng và hướng dẫn cho các em cái dạng thứ hai, bài 1 và bài 2. Các em ghi chép vào trong vở. Và những bài tập còn lại là bài số 3 và bài số 4 và bài số 5 á, thì để em nào về nhà chúng ta làm được thì chúng ta làm. Được chưa? Cố gắng chúng ta làm bài 3, bài 4 và 5. Và hôm sau học á, các ca học hôm sau là thầy Vĩ sẽ hướng dẫn các em để giờ bài 3, bài 4 và 5, và chúng ta chuyển qua cái dạng thứ 3 là động năng, dạng thứ 4 là thế năng, và dạng thứ 5 là định luật bổ toàn khả năng, và dạng thứ 5 là bài tập khó nhất đối với chương này. Thì cái thời lượng học chúng ta đã hết, thì các em ghi chép xong và các em sẽ tạm thời nghỉ ca học của môn vật lý, và chúng ta có thể học những cái bộ môn khác.